Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại. Đấy, nhắc mới nhớ, một tuần vừa rồi mình đi vắng, không biết là studio có ai qua thăm mình mà không được gặp mình không. À, cũng khoe với anh em luôn, mình mới sắm được một em camera cực kỳ là ưng ý. Đó chính là camera EZ Vid C3N mới vừa được ra mắt thị trường đợt tháng 6 vừa qua. Vậy thì liệu rằng chiếc camera C3N của EZ Vid này có những tính năng vượt trội gì mà khiến cho mình phải quay vội camera này cho anh em, thì hãy cùng mình đến với những cái nhìn chi tiết về sản phẩm ngay sau đây. Đầu tiên về khả năng lắp đặt, trước khi đặt mua về thì mình cũng khá lo, nhưng mà nhận hàng rồi thì thấy nó lắp đặt rất là dễ. EZ Vid C3N có thể lắp đặt tại nhiều bề mặt khác nhau. Như anh em thấy, về cơ bản thì việc được trang bị con ốc vít nở đi kèm và chân đế có đỗ khoan tương ứng thì rõ ràng đây là chiếc camera được thiết kế để gắn tường hoặc là trên trần nhà rồi chiếu ngược xuống rồi. Đặc biệt một điểm nữa mà mình rất thích đó là EZ Vid C3N sẽ được trang bị tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn theo tiêu chuẩn là IP67. Tiêu chuẩn này sẽ giúp cho C3N trở nên bền bỉ hơn với tất cả các điều kiện thời tiết, nhất là những nơi có kiểu khí hậu nhiệt đới như Việt Nam chúng ta. Thêm một điểm cộng nữa khiến mình yên tâm sử dụng chiếc camera này đó chính là chúng được trang bị anten ngoài giúp tăng cường tín hiệu wifi và giữ kết nối ổn định. Điểm thứ hai mà mình ấn tượng trên thiết bị này đó là EZ Vid C3N sẽ hỗ trợ các tùy chọn lưu trữ video đa dạng, bao gồm lưu trữ qua thẻ nhớ microSD dung lượng 256GB hoặc hỗ trợ lưu trữ qua đám mây EZ Vid Cloud. Tuy nhiên, anh em sẽ cần phải bỏ ra một chút tiền để đăng ký thuê bao lưu trữ đám mây, dù mức giá hàng tháng cũng khá là rẻ. Xét về khả năng lưu trữ, với công nghệ nén video H265 thì C3N sẽ giúp tiết kiệm đến 50% không gian lưu trữ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét. Về vấn đề bảo mật an ninh, EZ Vid cũng được sử dụng các hàng rào bảo mật chặt chẽ, tuân thủ bộ quy chuẩn an toàn bảo mật thông tin ISO IEC 27001. Giúp mình có thể an tâm về tính bảo mật trong quá trình sử dụng. Quy chuẩn này thì không chỉ áp dụng riêng ở trên C3N mà còn có trên các thiết bị camera khác của EZ Vid. Chưa hết, EZ Vid C3N có phần mềm quản lý cực kỳ thông minh và tiện dụng. Mình và các anh em trong studio sử dụng Android và iOS thì đều có thể tải về và sử dụng các tính năng như là xem trực tiếp, theo dõi lịch sử video cùng khả năng thu phóng lên tới 8 lần để giúp cho mình có thể có khả năng theo dõi chi tiết nhất. Như anh em thấy ở đây, giao diện ứng dụng nhìn chung là thân thiện, dễ điều khiển cùng việc bật tắt các tính năng của camera như là thu âm, kích hoạt chế độ quay đêm hay là điều chỉnh trạng thái đèn vân vân. Nhưng có một điểm cần lưu ý là nếu anh em muốn tua lại để xem lại video cũ thì phải đăng ký tài khoản mới có được tính năng này. Ban ngày đã yên tâm, ban đêm EZ Vid C3N cũng khiến cho mình yên tâm không kém khi mà thiết bị được trang bị chế độ ghi hình màu ban đêm 3:1, tiêu chuẩn xử lý độ tương phản PQ và thông báo ngay lập tức cho mình khi mà có chuyển động con người bằng công nghệ AI. Nhờ đó mà những chuyến đi công tác dài ngày như đợt vừa qua của mình cũng trở nên thoải mái hơn rất là nhiều. Nói kỹ hơn về những tính năng rất hay này nhé. Đầu tiên về khả năng ghi hình 3D 3:1, với việc trang bị đèn dọi kép đa năng thì EZ Vid C3N sẽ cho phép người dùng chuyển đổi giữa 3 chế độ giám sát ban đêm khác nhau tùy vào điều kiện khách quan và mục đích sử dụng. Mình hoàn toàn có thể chủ động bật đèn dọi liên tục khi mà cần soi sáng các khu vực tối hoặc tắt đi khi cần ưu tiên sự riêng tư. Mặt khác, chế độ đèn chớp được sử dụng trong trường hợp cần báo động hoặc cảnh cáo kẻ đột nhập. Kết hợp cùng với 2 trạng thái bật tắt của đèn dọi, chế độ màu tương ứng sẽ có màu và đen trắng để mình có thể nhận ra báo động một cách dễ dàng, đồng thời có thể xua đuổi những đối tượng đang có âm mưu trộm cắp đồ đạc của mình. Chưa dừng lại ở đó, chế độ thông minh được bổ sung cho phép camera tự động bật đèn dọi trong vòng 90 giây ngay sau khi mà camera phát hiện hình dáng người trong khu vực quan sát nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tính năng này giúp mình có thể nhận diện được kẻ đột nhập vào ngôi nhà một cách dễ dàng và tiện lợi. Tiếp theo, với tiêu chuẩn xử lý độ tương phản PQ, chúng ta sẽ nói một chút về công nghệ PQ, tức Perceptual Quantizer, trên chiếc camera này. Đây vốn được coi là một công nghệ chuẩn mực về xử lý tương phản trong nhiều loại thiết bị ghi hình khác nhau như là TV, máy quay, máy chụp hình chuyên nghiệp. Việc tích hợp tính năng PQ vào EZ Vid C3N sẽ mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét với độ tương phản giải HD 1080p, đồng thời giúp chiếc camera này có khả năng ghi hình các màu sắc tối ưu bất kể đêm hay ngày. Thêm vào đó, khả năng cân chỉnh độ sáng được cải tiến đáng kể, giúp khắc phục tối đa tình trạng cháy sáng và mất chi tiết để hỗ trợ mình có thể theo dõi ngôi nhà một cách dễ dàng trong bất cứ các điều kiện thời tiết khác nhau. Chưa kể đến việc EZ Vid C3N còn có khả năng thu lọc âm rõ ràng với micro lọc ồn tích hợp ghi âm lại âm thanh rõ ràng tới 5m, giúp chúng ta không chỉ theo dõi được riêng hình ảnh mà hoàn toàn có thể theo dõi được âm thanh một cách dễ dàng. Như vậy là mình đã cùng anh em đánh giá xong chiếc camera giám sát mới được ra mắt của EZ Vid, đó là mẫu C3N. Nói tóm lại, với mức giá loanh quanh là 1 triệu đồng cùng rất nhiều những công nghệ nổi bật thì theo mình, đây sẽ là một sự lựa chọn rất tốt cho những ai cần sở hữu một thiết bị để có thể đảm bảo an ninh cho tổ ấm của mình. Vậy các bạn đánh giá sao về chiếc camera này? Hãy để lại những ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.